xe mô tô à, dễ mà, trèo lên thôi. Cái đó là cái gì cơ, cầu trượt hả? Cái đó là cố lên, vòng này mình càng lấy nhiều điểm càng tốt. Ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên lưng luôn, ngồi lên lưng luôn, ngồi lên lưng luôn. Ok, mở ra đi, mở ra đi. 1, 2, 3. Ba từ à? Lái xe máy, lái xe máy. Lái mô tô. Chạy mô tô. No. Mua mô tô. Chạy xe máy. No. Lái mô tô. Tú mô tô. Tú mô tô. Cái gì ta? Gì? Hai từ. Cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa hả? Đi mô tô. Lái xe. Lái mô tô. No. Lượn mô tô. Đua mô tô. Đua xe. Lượt. Đua xe. Lướt sóng. What? Lướt sóng. Chạy mô tô. No. Chạy đi, xe. Đi chạy mô tô. Chạy xe. Danh từ, danh từ. Danh từ, danh từ. Cắt mô tô. Cắt mô tô. Danh từ. À, danh từ. Xe mô tô. Xe mô tô. Không có được nhắc nha mọi người, không có được nhắc nha. Xe mô tô đủ ba từ mà. Hai bạn này nhắc chứ em có nhắc gì đâu. Đúng rồi. Em tức quá. Thằng Tú nó cứ chỉ cái này thôi mà vẫn không hiểu. Tự nhiên hỏi chỉ vào người này thì... Thế đây làm xe mà. Vũ Thịnh ơi, em ra kéo rèm cho. Không phải tức lắm. Lớp Manto, mùa sữa Gen Z, nhận quà trendy.